Bebe Phạm, vợ Dustin Nguyễn, chân dài đình đám, gác sự nghiệp để sinh con và ồn ào người thứ ba. Từng là một trong những chân dài vô cùng đình đám của showbiz Việt, thế nhưng Bebe Phạm từ khi kết hôn với Dustin Nguyễn đã tạm gác lại hào quang để sinh con. Để có được tổ ấm hiện tại, Bebe Phạm đã từng phải đối diện với nghi vấn tiểu tam đầy cay đắng. Bebe Phạm là một người mẫu nổi tiếng của Việt Nam. Cho tới nay, cô là người mẫu Việt Nam duy nhất làm việc cho Fashion TV, đồng thời là một trong số ít người mẫu Việt hoạt động thành công trong làng thời trang ở tầm mức quốc tế và được Hollywood mời đóng phim. Bebe Phạm đảm nhận vai trò nhà sản xuất trong các dự án do Dustin Nguyễn làm đạo diễn. Mối quan hệ này khiến hai vợ chồng cô nhiều lần nảy sinh bất đồng. Bebe Phạm bước vào lĩnh vực người mẫu từ năm 19 tuổi, sau đó cô nhanh chóng gặt hái thành công và là người mẫu Việt duy nhất làm việc cho Fashion TV, kênh truyền hình quốc tế nổi tiếng. Đang hoạt động thành công trong giới thời trang quốc tế và được Hollywood mời đóng phim, Bebe Phạm dần rút khỏi showbiz từ sau khi kết hôn với Dustin Nguyễn. Nói về lý do, người đẹp bộc bạch: "Tất cả đam mê sở thích hiện tại của tôi đều xoay quanh gia đình, mỗi ngày được ở bên chồng con là niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với tôi. Tôi nghĩ không có gì quan trọng bằng gia đình, kể cả danh vọng, sự nổi tiếng. Tôi không muốn trở lại nghề người mẫu bởi khoảng thời gian làm nghề đã cho tôi nhiều trải nghiệm, kể cả sự nổi tiếng. Đến giờ tôi chỉ mê chồng và con thôi. Nếu có thể làm gì để đẩy chồng lên cao thì tôi sẽ làm tất cả, trong đó giữ gìn hạnh phúc gia đình là điều tôi muốn làm nhất hiện giờ." Bebe Phạm bí mật kết hôn với ngôi sao điện ảnh Dustin Nguyễn đầu năm 2015 sau 4 năm chung sống. Cặp đôi hiện đang có cuộc sống tràn đầy nụ cười hạnh phúc với ba người con. Từng là mỹ nhân, siêu mẫu và diễn viên điện ảnh đình đám, giờ đây cuộc sống Bebe Phạm chỉ xoay quanh việc chăm con và căn bếp, đúng như thành ngữ đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Để có được tổ ấm viên mãn như hiện tại, Bebe Phạm từng phải trải qua nhiều thị phi khi nên duyên với Dustin Nguyễn. Ngày ấy, chuyện tình hơn 10 năm của Dustin Nguyễn và Angela Rockwood Nguyễn thường được coi là cổ tích bởi tình yêu cũng như sự quan tâm Dustin dành cho vợ ngay cả khi cô ngồi xe lăn. Thế nhưng khi có thông tin về sự kết thúc của mối tình ấy cũng là lúc dư luận nghe tin Dustin đang hẹn hò người mẫu trẻ xinh đẹp kém anh hơn 20 tuổi. Điều này khiến Bebe Phạm bị nghi là tiểu tam phá hoại hạnh phúc. Bebe Phạm tỏ ra khá bức xúc khi bị cho là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình Dustin Nguyễn. Trong một cuộc phỏng vấn, Bebe nói, hai đứa biết nhau từ lâu, từ thời điểm anh ấy làm dòng máu anh hùng cách đây cũng 10 năm rồi. Năm 2008, quay về Việt Nam một hai lần, gặp lại anh ấy, chúng tôi trao đổi với nhau như những người đồng nghiệp. Lúc đó quan hệ chỉ ở mức bạn bè, anh em quý mến nhau thì trao đổi về công việc và tâm sự về cuộc sống. Lúc đó tôi quen bao nhiêu người anh ấy cũng biết hết. Thời gian sau tôi sống ở Mỹ, mãi tới năm 2011 về Việt Nam tôi mới gặp lại anh, tôi lại mới chia tay bạn trai, anh cũng nói vừa chia tay với vợ. Thời điểm vừa hoàn thành dự án Dòng máu anh hùng, Dustin gặp Bebe trong buổi chụp hình quảng cáo cho phim mà cô là một trong hai người mẫu. Ấn tượng của anh về Bebe là một cô gái có vẻ trầm tư, ít nói. Còn ấn tượng của Bebe về Dustin cũng là người ít nói và có vẻ mặt hơi buồn. Họ chào xã giao nhau vài câu. Sau đấy, Bebe qua nước ngoài sinh sống và làm việc. Dustin thì mải mê với những bộ phim. Bẵng một thời gian, lúc Dustin bắt tay làm Để mai tính, có người trong ekip nhắc Bebe khi đoàn chọn nữ chính. Song vì Bebe đang ở nước ngoài nên khả năng tham gia không khả thi. Cả đoàn bèn đăng tuyển khắp nơi, tìm mãi mà không chấm được diễn viên nào để phù hợp đóng vai Mai, một cô gái Việt kiều về nước. Nhà sản xuất và Dustin ngồi lại với nhau, quyết định liên hệ với Bebe. Mọi sự tưởng đã rồi khi đúng thời điểm ấy Bebe về Việt Nam thăm gia đình và rất hợp vai, nhưng cuối cùng vì chuyện này chuyện kia cô lại không tham gia được. Dustin và Bebe lại đi sượt qua nhau. Vài năm sau đấy, Dustin sang Bangkok tham gia một dự án phim của Mỹ. Trò chuyện cùng đạo diễn, anh được tiết lộ phim còn có sự tham gia của một diễn viên người Việt. Ngạc nhiên và tò mò, Dustin tìm hiểu, cuối cùng anh bất ngờ khi diễn viên đó không ai khác chính là Bebe. Trong quá trình tham gia bộ phim này, chúng tôi trò chuyện với nhau rất thoải mái. Tôi biết cô ấy vừa chia tay bạn trai, tôi và Angela, vợ cũ của Dustin, cũng mỗi người một lối hơn 2 năm. Phim đóng máy, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, tâm sự chuyện này chuyện kia, tình cảm cứ thế nảy nở một cách tự nhiên, như thể quen nhau từ trước. Sau này khi đã có hai con, Bebe có lần thốt lên: "Trời ơi, em không thể tin là cuối cùng chúng mình lại là vợ chồng, có hai đứa con, chính tôi cũng không ngờ nữa", Dustin chia sẻ. Thời điểm chuyện tình Dustin Nguyễn Bebe Phạm lan trên mặt báo, rất nhiều người đã trách móc, thậm chí đổ lỗi cho Bebe, bởi trước đó truyền thông đã xây dựng cho Dustin hình ảnh cổ tích với người vợ chẳng may bị tai nạn phải dùng xe lăn. "Điều đó gây ra cho tôi áp lực khủng khiếp bởi tôi không hề thích được tô vẽ như vậy. Tôi chỉ là người cố gắng sống hết lòng vì người thân. Tôi cảm ơn tình cảm của người viết dành cho mình nhưng tôi nghĩ nó không hề thực tế. Bạn bè tôi thắc mắc sao tôi không lên tiếng để mọi người không hiểu lầm Bebe. Nhưng tôi nghĩ chuyện mình biết, mình không làm gì sai cả. Tại sao phải đi giải thích? Và liệu tôi nói mọi người có tin không khi đa phần chỉ muốn tin vào những gì họ muốn tin", Dustin chia sẻ. Năm 2021, vợ chồng người mẫu Bebe Phạm đón con gái út bé Sahara. Sinh con ở tuổi 38, thai kỳ của cựu người mẫu không thuận lợi, nhưng cô thấy mình mạnh mẽ vì đã vượt qua được. Hiện tại niềm vui lớn nhất của cô là chăm sóc các con, nên dù vất vả, cô không thấy mệt mỏi. Ông xã Dustin cũng chủ động chia sẻ việc nhà, tạo điều kiện để vợ nghỉ ngơi, bồi dưỡng phục hồi sức khỏe. Con được 1 tuổi, sinh hoạt của cô cũng vào guồng. Vợ chồng Bebe Phạm có hai cô con gái, 6 tuổi và 9 tuổi. Các bé hiện học lớp 1 và lớp 3 ở một trường tiểu học gần nhà. Sky và Scarlett rất yêu em bé, thích thú vì gia đình có thành viên mới. Bebe Phạm thấy hạnh phúc vì các con tự lập trưởng thành hơn khi có em. Gia đình Bebe Phạm hiện sống ở thành phố Costa Mesa thuộc Orange County, bang California.
cô tận dụng thời gian để hưởng bình yên bên gia đình. Ở thời điểm hiện tại, gác lại hào quang showbiz, Bebe Phạm chọn cho mình cuộc sống bình dị, chăm chồng chăm con, nhưng luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự hạnh phúc.